Ok, chào các bạn. Đây là nhà của anh Thanh, một anh khách hàng của bên Duy Tâm. Ok, thì giờ Duy sẽ quay công trình cho các bạn xem, hoàn thiện cái bàn thờ nhà anh thợ thầy. Đây, đây là cái vị trí bắt bàn thờ nha các bạn. Đây, sẽ bắt bàn thờ vị trí này nhé. Đấy, thợ nó bàn thờ và máy móc ở đây đầy đủ luôn. Đây của nhà anh Thanh, một bàn thờ Phật, một bàn thờ gia tiên, một bàn ống địa nha các bạn. Đây anh lau lại sạch sẽ này, rồi sẽ bắt lên cái vị trí này nhá. Đây này cũng sẽ bắt ấm khói cho anh luôn. Ok các bạn, thì đây là cái chỗ mà sẽ bắt bàn thờ lên đây các bạn này. Đấy, nhà của anh đây. Và đây là khi mà Duy đã hoàn thiện. Còn đây là ảnh Duy chụp với khách hàng. Đó, bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên và bàn thờ ống địa. Mẫu bàn thờ treo tường được Duy tư vấn lắp đặt cho anh luôn. Và anh có gửi cho Duy hình. Đây là một số cái hình ảnh mà anh chụp khi mà đã đem đồ cúng lên. Rất là đẹp, rất là nhìn rất là cũng rất là ấm cúng đấy các bạn ạ. Đấy. Ok, thì nhà anh á là tường gạch cho nên là Duy khuyên là các gia chủ mà lắp bàn thờ mà nhà tường gạch là các bạn sử dụng cái loại phụ kiện này. Các bạn khoan lỗ trước rồi mới khoan bê tông sau. Đó, các bạn khoan lỗ trước rồi mới khoan bê tông thì nó sẽ không có bị vỡ gạch. Đấy. Thì cũng quay qua cho các bạn thôi, tại vì nhà anh cũng có nhiều đội thợ khác, bên thợ làm bếp này, thợ làm trần thạch cao, thợ làm điện đóm, cho nên là Duy không có quay lại cái quá trình đó. Thì đây là đã hoàn thiện cho các bạn đây rồi, thì quay lên cho các gia chủ cùng xem. Đấy, thì nhà các bạn mà có cái góc thờ cúng mà giống như là nhà anh Thanh, cũng ở trong góc của phòng khách như vậy, mình muốn lập bàn thờ cho đẹp, trang nghiêm theo cái thiết kế kiểu đơn giản như này. Đấy, vừa đơn giản, tiết kiệm diện tích. Bàn thờ treo tường thì giờ được sử dụng rất là nhiều. Duy cũng khuyến khích là các gia chủ nên sử dụng bàn thờ treo. Nó chi phí nó vừa rẻ, mình dễ chi trả để mua bàn thờ. Vừa tiết kiệm diện tích phòng khách và cũng dễ dàng lắp đặt. Đấy, các bạn chuyển nhà hay là ở nhà thuê cũng có thể sử dụng bàn thờ treo tường. Thì bàn thờ của nhà anh là có kích thước là 48-81. Của nhà anh là đặt theo kích thước là 61 là bề sâu, 81 là bề ngang, là 61 nhân 81 đấy các bạn. Đó thì là một cái kích thước mà đặt đóng riêng. Đây là ông bàn thờ ông địa này. Bàn thờ ông địa của nhà anh kích thước là 58 nhân 81. 58 là mặt bàn đấy các bạn, 81 là bề cao của bàn ông địa. Ok các bạn. Đấy, bàn thờ ông địa thì cũng là sử dụng là gỗ sồi Mỹ luôn, như bàn thờ treo. Đấy, vân gỗ rất là đẹp, đều đồng bộ màu sáng. Nhà anh thì anh thích cái kiểu mà màu ấm cúng, cho nên Duy tư vấn cho anh làm cái màu vàng sồi, màu sáng. Đèn cũng là đèn màu vàng luôn, nhìn rất ấm cúng. Các gia chủ mà muốn thiết lập không gian thờ như nhà anh thì có thể liên hệ để được Duy tư vấn trực tiếp qua hotline Zalo là 0386 149 178. Các bạn có thể kết bạn Zalo để được Duy tư vấn trên online, hoặc là các bạn qua cửa hàng luôn tại địa chỉ 25/17 đường Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để được Duy tư vấn trực tiếp cho xem các cái mẫu ha. Ok, nếu các bạn thấy video này hay hữu ích, hãy cho Duy một like, một đăng ký kênh. Ok, chào tất cả các bạn.